cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống Ở Bỉ sẽ hướng dẫn các bạn cách gắp chân quấy giải phói. Đây, 4 miếng chèn Nhi vừa cắt xong đó các bạn. 4 miếng chèn này là giải phói của cái chân quấy các bạn. Còn trên kia là 4 cái chèn nhỏ là cái thân và hai cái thân chính nha các bạn. Đó. Còn dưới này là 4 miếng chèn của cái ghen giải phói. Bây giờ Nhi sẽ gắp nha các bạn. Các bạn gắp dài cái chèn vô nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ gắp bên cái vòng cong nhỏ nha các bạn. Đó. Rồi các bạn sẽ lấy cái chèn nhỏ này, cái chèn nhỏ của cái dải chính này, các bạn sẽ gắp vô mặt dải phải của cái chèn và cái dải phải của cái dải ghen nha các bạn. Các bạn pho mai vô một khoan liền nha các bạn. Đó. Rồi các bạn để miếng dải dưới và miếng dải chơi bằng nhau một phần. Bạn nhìn nè, sau khi Nhi mai lai xong là Nhi đem mũi nè, các bạn thấy không? Đó, cái sườn nè nó rất là đẹp, các bạn thấy không? Này là chưa vô thun nha, cái này là mới ủi thôi. Đó, mới ủi thôi. Còn bán thành phẩm chưa vô thun, bây giờ Nhi sẽ vô thun. Thì thun á, Nhi cắt thun á là 55 cm nha các bạn. To bản thun là 2 phân. Mình sẽ ráp vô. Xem nha, khi Nhi mai xong cái váy thành phẩm rồi nè các bạn. Nè, thấy không? Rất là đẹp luôn á các bạn. Bạn nhìn nè, phía sau nè, rất là đẹp. Nhi mới thì mai xong thì ổ thành phẩm Nhi mặc cho thử cho các bạn xem nha. Đó, các bạn nhìn nè, cái này là bên hông, bên sườn nè các bạn. Đó, váy ghen nè các bạn, bạn thấy không? Cái này là phía sau Nhi nè, bạn thấy không? Rất là đẹp. Váy không ngắn mà không dài ha. Cái váy này mà các bạn có với váy màu trắng, áo là màu đỏ hoặc là màu đen hoặc màu tím, nó rất là đẹp. Các bạn phối rất là đẹp. Hoặc là các bạn mang dài, mang dài vừa màu nhã nhặn, không có nổi quá, nó sẽ phối hợp lên nhìn con người, nhìn giống người mình rất là sang. Các bạn thấy không? Nè, các bạn thấy không? Phía sau nè. À, cái váy này thì các bạn từ 47 cho tới 52-53 kg mặc vừa hết nha các bạn. Chị em nào mà size M là mặc rất là đẹp các bạn. Bạn nhìn nào như thế cho các bạn xem nha. Đó, cái hông đây đó, các bạn thấy không, váy ghen rất là đẹp nha. Đó. Thôi cái gì nhờ Nhi Nguyễn kết thúc ở đây nha các bạn. Các bạn xem và comment ủng hộ Nhi Nguyễn.